Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh bài 50 phần 4. Từ vựng tiếng Anh. Bài 50 phần 4. Số 1 là death. Death là chết. Death là chết. Số 2 là amazed, là kinh ngạc. Amazed là kinh ngạc. Số 3 là it blow là nổ tung. It blow nổ tung. It blow là nổ tung. Số 4 là về sao. Và tèo lơ là về sao. Tèo lơ là về sao. Tèo lơ. Số 5 là linh. Linh là thuộc về mặt trăng. Linh là thuộc về mặt trăng. Số 6 là cluster là cụm. Đeo là chết. Amazed là kinh ngạc. Deploy là nổ tung. Stellar là về sao. Linear là thuộc về mặt trăng. Cluster là cụm. Đeo là chết nè. Amazed là kinh ngạc. Deploy là nổ tung. Stellar là về sao. Linear là thuộc về mặt trăng. Cluster là cụm. Là đeo là chết nè. Amazed là kinh ngạc. Deploy là nổ tung. Stellar là vì sao. Lunar là thuộc về mặt trăng. Cluster là cụm. Đeo là chết. Amazed là kinh ngạc. Deploy là nổ tung. Stellar là vì sao. Lunar thuộc về mặt trăng. Cluster là cụm. Xin kết thúc học từ vựng tiếng Anh bài 50 phần 4 tại đây ạ.